nên mua ghế massage nhật cũ hay là mua ghế massage trung quốc mới à, đây là một câu hỏi của rất là nhiều anh chị em khi mà đang đi tìm hiểu ghế massage để mua về sử dụng à, có rất là nhiều cái luồng ý kiến và cái suy nghĩ cái tư tưởng khác nhau khi mà đi mua ghế có một số thì cho rằng là à, tại sao mình phải đi mua mấy cái hàng cũ làm cái gì À, tại sao mình không đi mua cái hàng mới mà dùng cho nó yên tâm à, còn một cái luồng uh, tư tưởng thứ hai thì sẽ cho rằng là uh, tại sao mình lại phải đi mua mấy cái hàng tàu đấy làm cái gì cứ hàng nhật mà chơi cũ cũng được cũ nhưng mà nó ngon nó chất nó về dùng nó sướng đó đó là hai cái luồng tư tưởng vậy Hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng uh, phân tích uh, với uh, nhau xem là nên mua ghế massage Nhật đã qua sử dụng hay là mua ghế massage trung quốc mới trước tiên thì mình phải xét về các cái yếu tố thứ nhất là xét về điều kiện kinh tế xét về hình thức xét về chất lượng và xét về các cái vấn đề liên quan khác nữa thì như các bạn đã biết đấy thì với những cái dòng ghế massage của nhật đã qua sử dụng như thế này thì mặc dù đã qua sử dụng nhưng mà giá thành nó vẫn cao bởi vì sao bởi vì đây là những cái sản phẩm nó được sản xuất và nó phục vụ cho thị trường nhật nó dùng cho dân nhật nên là cái chất lượng nó còn rất là tốt dùng cực kỳ là lành à, giá đập hộp bên nhật nó rất là cao nên là người dân mình rất khó để mà tiếp cận nó cũng giống như mua một cái ô tô cũng vậy à, khi các bạn vào gara ô tô các bạn mua một cái con ví dụ 800 triệu Nhưng bạn dùng khoảng độ đâu đó khoảng độ 5 tháng khoảng một năm sau Các bạn ra ngoài và các bạn bán Ngay lập tức các bạn sẽ bị lỗ ngày mất mấy trăm triệu Mấy trăm triệu đó là cái gì? Đó là cái khấu hao sử dụng Đó là cái tiền thuế Đó là cái tiền phí Vân vân nó rất là nhiều cái Nên là nó bị hạ cái giá thành xuống thì cái người mà mua lại cái 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 xe đó của bạn ấy thì ngay lập tức là người ta đã được hưởng lợi hàng trăm triệu rồi đã xét về cái yếu tố là nếu mà bạn có tiền bạn mua mới thì nó không sao nhưng nếu mà bạn muốn tiết kiệm cho mình một cái khoản chi phí thì bạn mua hàng dùng lướt nó cũng ok nó không có cái vấn đề gì cả à, đôi khi người ta sợ không dám mua cái hàng đã qua sử dụng bởi vì cái tôi người ta nó lớn, cái tôi người ta nó cao quá. Mọi người cứ nghĩ là những cái hàng này ở bên nhật là người ta à, dùng chán rồi người ta vứt đi à, thì dân mình dùng. Nhưng à, các mọi người đâu biết rằng là những cái sản phẩm như thế này ở bên nhật ấy người ta vẫn đang bán. Người ta bán cho ai? Người ta bán trong đất nước họ có nghĩa là người ta bán cho dân họ, à, những cái người nào? người ta chuyển nhà hoặc là người ta không có nhu cầu sử dụng đó, hoặc là người ta muốn uh, mua những cái mẫu đời mới hơn cao hơn thì người ta bán những cái sản phẩm này đi bán cho những cái người nào mà điều kiện kinh tế nó hạn hẹp hơn để uh, mua về uh, sử dụng và mua như ở bên nhật những cái sản phẩm này mình mua không phải là uh, mua theo kiểu là người ta vứt đi xong mình nhặt về mà đây là mình mua là mình phải mua đấu giá đấu giá có nghĩa đấu giá không những ở trong đất nước Nhật mà mình đấu cả ở những cái quốc gia khác như là Trung Quốc Ấn Độ các thứ người ta mua nữa chứ không phải là uh, nguyên uh, đấu giá với người dân Nhật không đấy nên là rất nhiều người họ không hiểu những người ta lầm tưởng người ta cứ nghĩ đây là những hàng vứt đi ở bên Nhật rồi các ông uh, lấy về các ông bán nhưng thực ra không phải như thế đâu Tại sao ấy? Cái trên thị trường, cái hàng nhật nó nó hiếm như vậy, bởi vì cái hàng nhật ấy cái giá thành nó quá cao, nó quá cao. Mà để người dân mình tiếp cận được cái hàng này ấy, thì đương nhiên là phải mua cái cái hàng nó nó đã qua sử dụng rồi. Một số các anh chị ấy thì nói phong cách người ta là người ta không thích mua hàng đã qua sử dụng, bởi vì là thứ nhất là người ta có tiền. cái thứ hai ấy là cái tôi người ta lớn. Đấy. tao mà phải đi mua cái hàng đã qua sử dụng à? Đấy. tao mà phải dùng lại của của uh, của uh, những cái người đã dùng rồi à? Đó. nó nó cũng giống như một cái ô tô cũng vậy thôi. Uh, mọi người để ý xem những cái ô tô có những người người ta mua những lại những cái xe nó hàng hàng tỷ hàng mấy tỷ nó là cũng xe là xe dùng rồi đúng ạ có phải là xe 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 mới đâu có những người như nó mua xe ấy, kể cả những con rôn uh, roi chẳng hạn Đấy, những cái con nó hàng hàng mấy chục tỷ luôn nhưng mà người ta vẫn cứ mua lại đó thì những cái người mua lại thường thường là những người ấy, họ có cái đầu óc kinh tế họ đó kinh tế họ rất là biết uh, tính toán cân đối thiệt hơn uh, giữa cái vấn đề là À, cái nhu cầu sử dụng cái kinh tế và cái cái chất lượng và những cái mà cái sản phẩm đó nó đem lại cho mình đấy người ta phải cân đối cân đối thì xem nó như thế nào ví dụ à, có những người ví dụ là à, mua một cái con ghế à, 100 triệu ví dụ ấy, mua à, nhưng mà tài chính nó chỉ có khoảng độ 30 triệu thôi nhưng mà người ta sẵn sàng mua trả góp mua trả góp uh, tới 100 triệu uh, Giả dần mỗi tháng năm uh, 10 triệu chẳng hạn ví dụ thế. Uh, thì uh, nếu mà một cái người có đầu óc kinh tế thì người ta sẽ không bao giờ người ta làm như thế. Uh, có đầu óc như thế người ta sẽ không 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 mua trả góp như vậy mà người ta sẽ tìm đến những cái sản phẩm uh, tốt như thế này. Mua con 30 triệu thôi. Tôi có 30 triệu tôi mua um, con 30 triệu thôi. Không mua con 100 triệu đấy. Ờ, thế là sau đó khi mà người ta mua ra con 30 triệu rồi về thì cái hàng 30 triệu nó lại vẫn cứ đáp ứng được cái cái mong muốn của người ta chứ nó không có kém hơn đây bởi vì với những cái sản phẩm của Nhật ấy, mua một con 30 triệu là nó tương đương với một cái 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 con mới của uh, của Trung Quốc là hơn 100 triệu đấy Và thậm chí là cái con hơn 100 triệu chưa chắc đã đã hơn đâu bởi vì là à đó người ta đẩy giá thôi Đấy, và do người ta phải thuê mặt bằng rồi người ta thuê nhân viên rồi người ta chi phí rất nhiều cái quảng cáo nọ kia nên là giá nó bị đẩy lên thôi chứ chưa chắc là cái giá trị thực của nó đã là như vậy đâu Đấy, nên là khi khi mà người ta mua những cái sản phẩm này thì nó đã về cái giá trị giá trị thực rồi giá trị thực của nó rồi nên là hàng nó rất là yên tâm và giá thì nó cũng rất là hợp lý cái hàng nhật này nó không có giá ảo mọi người nhé giá nó rất chuẩn luôn giá ví dụ những cái con đã qua sử dụng này nó đâu đó nó chỉ vây nhau vài triệu thôi chứ không có um, trăm triệu xong là giảm giá năm mươi đâu không bao giờ có không bao giờ có đấy, nên là mọi người cần uh, lưu ý cái vấn, đề, cái vấn đề đấy một số cái chị em ấy thì uh, người ta À, đi uh, mua ghế, nhưng thực tế người ta không quan tâm đến chất lượng, à, không quan tâm đến tính năng, à, không quan tâm uh, đến những cái uh, vấn đề về để chăm sóc sức khỏe chẳng à, hạn. Người ta mua ở đây là người ta mua gì? Người nó mua cái 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 sở thích, mua cái tôi, à, mua những uh, cái bóng bẩy uh, về làm màu làm mè với hàng xóm chẳng hạn với người xung quanh. Nhưng người ta không quan trọng với vấn đề là hàng bền hay không hoặc là dùng được hay không hoặc là nó có tốt thực sự hay không à, không quan tâm à, người ta à, chỉ à, nghĩ là thôi cứ ra ngoài à, siêu thị hoặc là những chỗ nào đó làm cái con thật là bóng bẩy mà thật là sang chảnh về cho nó hoành tráng à, ví dụ à, những cái hàng mà đã qua sử dụng như thế này <laughs> như à, bên à, ghế nhật trần sơn ấy, bán rất nhiều thì khi mà hỏi ra những cái người mà mua những cái hàng này thường thường là những người làm kinh tế đa phần là những người làm kinh tế à cũng có người là chủ doanh nghiệp có người là giám đốc có người là uh, gọi là ông chủ uh, cái nội ông chủ ấy kia và nói chung là đa số là những cái người làm kinh tế họ rất biết cách uh, uh, đầu tư cho sức khỏe nhưng mà cũng rất biết cách uh, Uh, tính toán làm sao để mà nó tiết kiệm được cái chi phí nhất mà vẫn mua được những sản phẩm tốt đấy là những cái mà tôi nghĩ là ở những cái người mà mà không có kiến thức về kinh tế ấy, thì họ sẽ không hiểu được những cái vấn đề đấy uh, bỏ ra rất là nhiều tiền xong là mua trả góp xong là hàng tháng đi gánh lãi uh, giả lãi rồi là giả hàng tháng uh, tự dưng là nó bị cái cái áp lực trả Uh, tiền hàng tháng nó, 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 nó có thể mua ghế chẳng biết nó khỏe người hay không nhưng mà nó, nó khiến mình đau đầu mệt não thêm tiên là nó ở cái tư duy và cái sở thích của mỗi người thôi đó nhưng mà thường thường thì những cái người mà um, mua những hàng này thì người ta rất chú trọng đến cái chất lượng và rất chú trọng đến cái bài toán về kinh tế đấy đấy những cái mà thường thấy nhất còn những cái người mua hàng hàng mới của Trung Quốc ấy thì thường thường là mua theo cái 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 phong trào, mua theo cái trào lưu và mua theo sở thích thôi. Có là nhìn nó bóng bẩy, nhìn nó đẹp thì mình mua thôi. À, nếu mà cái ông bán hàng Trung Quốc mới thì đương nhiên người ta sẽ nói là nên mua hàng mới. mua cái hàng second hand làm cái gì. Đúng không ạ? Bạn cần phải có cần xứng đáng nhận được những cái điều nó tốt đẹp hơn. À, xứng đáng phải nhận được những cái gì nó phải mới hơn, nhưng mà có đâu biết rằng là ông ra ông làm một cái con giá giá tần toán trên trời trên mây đúng không ạ rồi chất lượng nó gọi là chất lượng ối rồi ôi trời ơi, về không dùng được về nếu mà một cái sản phẩm ví dụ 50 triệu mà ghế mới Trung Quốc thì mọi người mua ngay được một cái con ghế của của Nhật mà thương hiệu rất là nổi tiếng như của Panasonic rồi mà hàng vip luôn rồi hàng vip luôn còn nếu cái hàng mà 50 triệu mới của Trung Quốc khẳng định mọi người là dùng được khoảng độ uh, 2 năm đến 3 năm là cùng. Nhưng mà cái hàng độ 50 triệu mà của Nhật hàng lướt như này mọi người cứ yên tâm là dùng trong vòng độ 10 năm đến 20 năm là bình thường. Không hỏng đâu, không hỏng đâu, không hỏng nổi luôn. Uh, nếu cái cái xác suất nó hỏng nó xảy ra lỗi nó rất là hiếm mà uh, uh, cái bên uh, cái đơn vị bán ví dụ như bên ghế nhà Trường Sơn đã đảm bảo cho mọi người rồi bảo bảo hành nó một đổi một rồi đúng không ạ đấy hàng thì cam kết là jean một trăm và hàng xuất xứ từ nhật xịn luôn chứ không có uh, rắn giả luôn ở đây cả đấy là mọi người hoàn toàn yên tâm nếu mà các anh chị uh, thích cái sự uh, bóng bẩy hào nhoáng thì các anh chị lên đi mua uh, ghế trung quốc nó sẽ đáp ứng cho anh chị là cái sự hào nhoáng bóng bẩy và nó đem đến cho mọi người cái cái tôi tôi vừa đi mua một cái con này trăm triệu ở siêu thị này hoặc ở chỗ này chỗ kia thì nó sẽ giúp được cho các anh chị cái tôi còn nếu mà các anh chị là muốn một cái sản phẩm nó tốt nó bền và nó là nhật nhật xịn nó đáp ứng được cái vấn đề chăm sóc sức khỏe mà nó thực sự nó hiệu quả thì phải tìm đến cái nhật trên đây là những cái mà mà tôi phân tích với mọi người thì khi mà mọi người xuống tiền thì mọi người hãy tính đến nếu mà mình mà điều kiện kinh tế chưa có thì không nên uh, uh, phí tiền vào những một, những sản phẩm nó nó không có tác dụng gì nhiều mà nó chỉ được cái hào nhoáng tôi phải nói với mọi người như thế này này uh, với những con ghế mà mới tinh ở siêu thị chẳng hạn mà 50 triệu nhá ấy mọi người mà không dùng nữa giao lên mạng bán ấy bán 10 triệu không ai mua. Tôi khẳng định mọi người luôn. Đấy là con đẹp nhá. Còn nếu mà bán mà con mà nó dùng lâu lâu nó khoảng độ uh, nửa năm một năm rồi nó xấu xấu rồi ấy bán 3 triệu còn khó. 3 triệu còn khó. Còn riêng những dòng ghế Nhật này nhá, mọi người mua 50 triệu, đúng không ạ? Dùng chán chê mê mỏi. Đấy, mà mọi người bảo những cái đơn uh, vị uh, Uh, bán người ta uh, thu mua lại giúp ấy thì đâu đó cũng chỉ lỗ vài triệu thôi uh, con nào uh, lỗ nhiều thì hơn chục triệu đó uh, ấy uh, thì thì uh, ví dụ uh, như bên uh, bên em sơn ấy thì uh, uh, có một số khách ấy họ mua những con ghế ấy, là uh, người ta mua người ta dùng uh, có khi hơn một uh, năm rồi đó uh, thì uh, người ta Uhm, khi mà có cái vấn đề về kinh tế ấy, ấy, Người ta cần có tiền à, Thì bên uh, bên ghế Nhật Trần Sơn cũng có giới thiệu khách Giới thiệu khách giúp người ta và cũng bán được người ta Và người ta uh, cũng không có bị lỗ nhiều à, Bị mất um, đâu đó chỉ có vài triệu thôi Cái giá trị con ghế nó còn nguyên đó Thì cũng giúp được người ta à, Thế mình, mọi người biết là là ở giữa một cái con con mới đẹp hào nhoáng thì nó thiệt đơn thiệt kép còn những con nó hàng lướt như thế này thì nó lại uh, uh, lại đơn lại kép nó lãi ở đây nó, nó là cái gì đấy nó lãi ở đây là một cái con ghế tại nhật giá tại nhật nhá là nó đã hơn trăm triệu rồi mà trong khi mình uh, về Việt Nam này hàng dùng lướt qua uh, nó nhiều con nó chỉ thiếu cái vỏ hộp thôi mà giá nó có loanh quanh có gọi là ba 3 40 triệu, con con nào đẹp là 50 triệu. Đấy, thế thế là mình đã lãi rồi. Đúng không ạ? xong lại dùng hàng năm rồi không có nhu cầu nữa mà bán cho cái người khác có nhu cầu ấy thì giá nó cũng gần như còn nguyên. Đấy đấy là mọi người mới thấy là nó, nó, nó lãi đơn lãi kép rồi đấy. Mà khi mà bị đau lưng ấy, đau lưng đau người ấy hoặc là bị thoái hóa, cái thứ mà sử dụng cái con ghế nó hiệu quả, nó không còn đau lưng nữa thì cái đấy mới là cái cái quan trọng, đấy, cái đấy mà là cái thực sự là nó 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 cần thiết và nó hữu dụng nó ở những cái đấy đấy, đó có những anh chị là mất rất nhiều tiền thuốc, uh, uống thuốc rất là nhiều không khỏi uh, suốt ngày bị đau lưng rồi là đau người thậm chí là đi còn không nổi. À, dùng uh, cái con ghế nó chị hỗ trợ trị liệu và nó không còn đau nữa và đi lại sinh hoạt làm việc bình thường Người ta cảm thấy rất là mừng rất là vui, uh, thi thoảng các uh, anh ấy còn điện lại cho tôi và uh, cảm ơn và luôn luôn mời tôi đến nhà chơi đó uh, thực ra um, cái hàng này ấy, thì uh, khi mà chúng tôi uh, kinh doanh và bán ấy cái mục đích uh, uh, lợi nhuận nó là cũng là một phần nhưng cái mà chúng tôi mong muốn ở đây là gì không những là uh, kinh doanh um, kiếm lợi nhuận mà nó phải là đem được cái giá trị uh, những cái sản phẩm nó là sản phẩm hữu dụng là hàng, sản phẩm thực sự tốt đến tay người tiêu dùng đó chứ không phải là mình làm theo kiểu uh, chụp giật nó đang rộ uh, lên uh, ghế thì rồi mình cũng nhập một loạt những cái hàng uh, gọi là hàng chất lượng rất là kém bán uh, ào 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 hoặc là bán uh, theo kiểu là uh, nâng giá lên Đấy, chém được người nào thì cứ chặt chém xong uh, độ uh, 6 tháng một năm là thôi đó thì một số người nhà ta sẽ có tương tự như thế uh, còn uh, bên ghế nhật trần sơn thì đã bán rất là lâu rồi từ lúc thị trường gần như chưa có a bán bây giờ nó rộ lên Ờ, bên ghế Nhật Trần Sơn vẫn như thế, không có gì thay đổi, mình vẫn làm một cách nó trung thực nhất đối với khách hàng, Ví dụ, hướng dẫn khách hàng làm sao mua được những sản phẩm nó hiệu quả nhất, chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất và nó tiết kiệm được tài chính nhất, đấy là những cái mà ghế Nhật Trần Sơn muốn gửi gắm tới khách hàng. rất cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành và quan tâm đến kênh ghế Nhật Trần Sơn. chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống uh, xin chào và hẹn gặp lại